Kính thưa quý vị, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, là mùa của những yêu thương. Mùa xuân không lạnh lẽo, giá rét như mùa đông, không nóng bức, chói chang như mùa hè, cũng không buồn, man mác, khô hanh như mùa thu. Khi nhắc đến mùa xuân, chúng ta sẽ nhớ ngay đến những hình ảnh lứa đôi, hạnh phúc. Và ở phần tiếp theo của chương trình hôm nay, xin mời quý vị các bạn chúng ta tiếp tục đắm mình trong không gian âm nhạc của những khúc tình ca sôi động. Xuân trên đèo mây, sáng tác Vũ Ngọc Đàm, ca sĩ Đặng Hồng Nhung gửi tặng quý vị và các bạn. Xuân hương trời, những ngọn núi nâng kề sát bên nhau như thiếu nữ đang ngủ say. Bên kia thung lũng xuân tràn dâng ngất ngây như biển mây trên đèo núi. Khi mặt trời lên sương đã tan, những tia nắng sớm mời anh đến chơi cùng bạn làng em đang say sưa câu hát cuối cùng. Hãy subscribe.
xanh tràn mây rét ngọt ngào, tiếng hát ngân nga bóng bóng núi, câu hò ai vỗ cao say lòng người. Nơi dốc núi cao có rừng hoa thơm, có ruộng bậc thang ngát hương mùa vàng. Cùng